Sau khi đưa Lôi Con trở lại quê nhà ở Angola, Quang Linh chia sẻ khoảnh khắc hỏi thăm nhóc tì khiến dân mạng nghẹn lòng rơi nước mắt. Theo đó, idol nhí trở lại cuộc sống thiếu thốn ở bản, hàng ngày ăn bột ngô và rau. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, Quang Linh Vlog đã đưa Lôi Con trở lại Angola sau hơn 3 tháng ở Việt Nam. Khoảng thời gian cậu bé ở Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt cộng đồng mạng. Rong ruổi khắp các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, Lôi Con đã được Quang Linh đưa đi chu du khắp nơi, khám phá Việt Nam, ghi lại những kỷ niệm đẹp khó phai trong tuổi thơ của cậu bé. Thời gian ở Việt Nam kết thúc cũng là lúc Lôi Con trở lại cuộc sống vốn thuộc về Lôi Con, đó là ở bản làng còn nhiều thiếu thốn, nơi cậu bé được sinh ra, có bố mẹ, gia đình người thân. Dẫu đã về, nhưng Lôi Con trong lòng vẫn còn hoài niệm thời gian ở Việt Nam. Trong clip mới nhất, nam YouTuber đã cập nhật tình hình của Lôi Con khi về nhà, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Khi quay lại Angola, Lôi Con tỏ ra ngỡ ngàng và không nhận ra mình đã trở về. Cậu bé khóc lóc chạy đi tìm vợ chồng Nhật Lệ và Nam Hoàng, chị gái và anh rể của Quang Linh. Sau khi được Quang Linh giải thích rằng đã về Angola, Lôi Con mới nhận ra và ngậm ngùi bỏ đi. Mặc dù chỉ là clip diễn lại, nhưng biểu cảm chân thực của Lôi Con và Quang Linh đã chạm đến trái tim của nhiều người xem. Khoảnh khắc xúc động khác chính là lúc Quang Linh hỏi Lôi Con hôm nay ăn gì, cậu nhóc trả lời vô tư nhưng khiến ai nghe cũng nghẹn lòng. Lôi Con cho biết chỉ ăn bột ngô và rau, những món ăn thiếu thốn, đơn giản ở Angola. Quang Linh an ủi, bởi thời gian ở Việt Nam, Lôi Con chỉ toàn được ăn ngon, từ hải sản, gà rán đến những món đặc sản. Quang Linh an ủi nhóc tì và nói bản thân cũng chưa ăn quen lại món Angola, động viên Lôi Con cố gắng. Trước đó, suốt thời gian ở Việt Nam, vợ chồng Nhật Lệ đã chăm sóc Lôi Con như con cháu trong nhà, lo từ chuyện ăn uống đến học hành. Khi phải chia tay, Nam Hoàng không kìm được xúc động, vừa lái xe vừa khóc vì không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại cậu bé. Trước đó, khi Nhật Lệ ở Angola, Lôi Con cũng luôn quấn quýt bên cạnh. Thậm chí trên livestream mới đây, Nam Hoàng còn quay cảnh vợ mình là Nhật Lệ nằm trên ghế, khóc rũ rượi vì quá nhớ Lôi Con. Anh cho biết vì mến tay mến chân, ăn ở cùng nhau suốt mấy tháng trời nên nhà giờ đây vô cùng trống trải, chưa quen được với cảm giác thiếu tiếng cười nói của Quang Linh và Lôi Con trong nhà. Nhiều người cũng khuyên hai vợ chồng nên lập kế hoạch sinh con để gia đình có tiếng cười nói con nít sẽ vui nhà vui cửa hơn. Một điều khiến Lôi Con lo lắng khi về nước là việc phải đi học. Dù đã 6 tuổi và chuẩn bị bước vào lớp 1, cậu bé rất sợ đi học. Vốn là một cậu bé tinh nghịch, Lôi Con thường viện cớ không có cặp, không có bút và sách vở để không phải đến trường, buộc Quang Linh phải áp tải cậu bé mới chịu đi học. Lôi Con, tên thật là Mativado, 6 tuổi, là con trai của Matiloy, một thành viên trong team châu Phi. Từ khi gặp Quang Linh, Lôi Con đã trở nên thân thiết với anh và thường xuyên xuất hiện trong các clip và livestream, nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng. Quang Linh coi Lôi Con như con trai, lo lắng từng chi tiết nhỏ. Từ một cậu bé châu Phi không biết tiếng Việt, Lôi Con giờ đây đã trở nên lém lỉnh, ăn mặc chỉnh tề và nói tiếng Việt rất thành thạo. Quang Linh được khen ngợi vì cách dạy dỗ chu đáo, từ việc ăn uống, học hành đến việc gặp gỡ người lạ. Nam YouTuber luôn nhắc nhở Lôi Con không được nhận tiền từ người lạ và cậu bé cũng ngoan ngoãn nghe lời.